Ngày 6 tháng 8 năm 2023, tại đền thờ Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Kim Quy, trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cùng hàng trăm cựu tù chính trị, người dân đã tham dự lễ giỗ Côn Đảo. Lễ giỗ Côn Đảo do Ban Liên lạc Cựu tù chính trị Côn Đảo phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức hàng năm để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại các nhà tù Côn Đảo. Trong không khí thiêng liêng, anh Bùi Quang Huy cùng các cựu tù chính trị Côn Đảo và người dân đã thành kính dâng lên những nén hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã ngã xuống cho độc lập, thống nhất đất nước tại Côn Đảo. Theo Trung tướng Châu Văn Bẩn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trưởng ban tổ chức lễ giỗ Côn Đảo, thì trong lịch sử 113 năm xây dựng và mở rộng nhà tù Côn Đảo, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo thành địa ngục trần gian, đối xử với tù dân như thời Trung Cổ, cưỡng bức lao động khổ sai, bỏ mặc cho bệnh tật, giết mòn. Vượt qua những thử thách cam go, nghiệt ngã nhất trong chốn ngục tù, các thế hệ tù dân Côn Đảo một lòng sắt son vì dân, vì nước, vì những giá trị nhân bản cao cả, đã siết chặt tay tiến hành các cuộc đấu tranh quyết liệt trong hoàn cảnh hoàn toàn không cân sức, không vũ khí tự vệ, sẵn sàng chấp nhận hy sinh cho đến ngày đất nước được thống nhất hoàn toàn. Đây là năm thứ 12, Ban Liên lạc Cựu tù chính trị Côn Đảo phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ giỗ Côn Đảo